Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo, và đây là video Hường sẽ hướng dẫn làm thế nào để tối ưu một cái video trên kênh của mình. Tạm thời Hường sẽ chưa hướng dẫn cách làm video. Các bạn nhớ theo dõi các video tiếp theo nha. Hãy bình luận bên dưới và nhấn vào nút like. Bình luận và like chính là động lực để Hường làm thêm các video chia sẻ nữa. Bây giờ các bạn sẽ xem cái cách làm thế nào để tối ưu hóa cái video mình đã đăng. Giờ các bạn nhìn vào màn hình sẽ thấy là video hôm trước chúng ta đăng lên, hiện tại nó chưa có phần mô tả này, chưa có danh sách phát, chưa có những cái tối ưu khác. Bây giờ mình cần một cái link affiliate để mình bỏ đây, đúng không? Bây giờ đầu tiên á, là mình sẽ phải lên Clickbank. Mình sẽ lên Clickbank, mình kiếm cái sản phẩm mình muốn bán. Mình lấy cái link affiliate trước. Đây chính là sản phẩm hôm trước mình muốn bán. Bấm vào nút Promote, điền cái ID affiliate của chúng ta ở đây và bấm vào Generate Hot Link. Nhưng đừng vội, chúng ta hãy để một cái ID để đánh dấu đây là sale đến từ kênh YouTube này. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ID nó tên là bây giờ đây là sản phẩm gì? HB đúng không? HB đi. Đấy, các bạn muốn đánh dấu gì các bạn đánh dấu. Mình đánh dấu là to HB từ kênh YouTube của mình. Kênh YouTube mới. Ok, bấm vào Generate Hot Link. Bây giờ mình sẽ rút gọn link. Có hai cách, một là chúng ta dùng bit.ly hoặc là cách thứ hai là chúng ta dùng luôn link redirect. Ví dụ Hường đã đăng nhập vào một cái hosting. Một cái hosting đây thì mình sẽ vào redirect đây. Mình tạo một cái link redirect. Bấm vào Create Redirect. Chọn cái domain mình muốn tạo, ví dụ như mình muốn cái domain best active đi. HB. DropHB đi. Dạy đi cho nó có logic. Target domain thì nó sẽ dẫn tới cái link affiliate của mình. Rồi như vậy thôi, bấm vào Create. Đây là cái cách mà các bạn dùng link redirect luôn. Đấy, tuy nhiên là nếu ai chưa có domain thì tạm thời mình không cần phải mua domain vội, không cần phải mua hosting vội. Chúng ta cũng có thể lên bit.ly. Trong trường hợp các bạn chưa có website, chúng ta chưa kịp đăng ký website thì chúng ta cũng có thể lấy rút gọn link lên bitly.com và đăng ký một cái tài khoản ở trên đây. Dùng cái email của chúng ta đăng ký khá là dễ ha. Sau đó chúng ta login vào cái này. Và chúng ta bắt đầu rút gọn link nhờ bit.ly. Bấm vào nút Create nè. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần để affiliate link của mình ở đây. Cái affiliate hồi nãy Hường vừa mới tạo ra đó. Làm lại. Ở đây mình sẽ Generate Hot Link, copy cái link này, đúng không? Chúng ta sẽ qua ở đây, dán vào đây. Thì nó sẽ rút gọn link cho chúng ta thành một cái link mới. Nó tên như thế này, nó sẽ đẹp hơn. Ở trong trường hợp mình copy cái link này mình đi là ok rồi. Mình có thể là quảng bá được rồi. Đó, tuy nhiên là mình sẽ không copy. Mà chúng ta mình đổi thành cái tên tí. Giờ mình đổi nó thành cái tên khác xem nào. DropHB 247. Chúng ta vừa sửa lại thì chúng ta đã có một cái tên mới như thế này cho nó giống với cái sản phẩm của mình. Chứ để lộn xộn kia thì nó cũng không có được đẹp lắm, nên chúng ta đổi thành DropHB 247 rồi copy cái link đó. Như vậy thì chúng ta thử nghiệm xem thử nè. Cái link rút gọn này nó có ra hot link của mình hay không? Đấy, bây giờ nó đã ra hot link của mình rồi nha. Đây là ID Clickbank đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái kênh YouTube của mình. Để chúng ta để cái link đó. Ví dụ như the product. Hoặc là chúng ta để ở đây đi. Dán tạm vào đây, lưu nó lại. Nhớ lưu nó lại. Chúng ta có thể copy cái tiêu đề ở đây. Nó quảng cáo sẵn thì chúng ta sẽ nói là nhấn vào đây, mình bảo là click here to get product. To get product. Đấy, thì chúng ta sẽ dán cái hot link của mình vào đây. Thôi để vậy đi. Vậy là trong phần mô tả của chúng ta đã có link affiliate. Thì khách hàng xem cái video của chúng ta hấp dẫn thì họ có thể click vào đây để bắt đầu ra quyết định mua hàng. Ok, lưu nó lại.